Xin chào các bạn, hôm nay mình chia sẻ cho các bạn tác dụng làm thuốc của cây lá đắng. Cây lá đắng hay còn gọi là cây mặt gấu các bạn. Cây này rất nhiều tác dụng làm thuốc. Cây này mình trồng ở đằng sau nhà mình đó các bạn. Các bạn xem video của mình thì ủng hộ mình làm video nhé các bạn. Ủng hộ bằng cách bấm vào chỗ đăng ký phía dưới video. Sau đây mình sẽ chia sẻ cho các bạn công dụng làm thuốc của cây lá đắng. Này các bạn, đây là một cây lá đắng mình trồng lâu lắm rồi các bạn, chắc được 5 năm rồi đó, gốc to lắm các bạn, gốc đang to, đây là cái lá của nó này các bạn. Cây lá đắng được dùng cho người đái tháo đường nhờ các hợp chất trong lá giúp kiểm soát đường huyết, tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể, giúp phòng lên rất là cao các bạn. Lá đắng giúp trị các vấn đề về tiêu hóa như đau bụng, tả lị, rối loạn tiêu hóa, táo bón, trị dung sáng. Ngoài ra, lá đắng còn giúp tăng cường ăn ngon miệng, giảm buồn nôn. Các trường các hợp chất santonet, axit phenolic trong lá đắng giúp chữa cảm lạnh, giảm sốt rất tốt. Nhờ trong lá đắng có chứa các chất chống oxy hóa nên có tác dụng chữa các bệnh qua đường tình dục như bệnh lậu. Ngoài ra nó còn giúp tăng sức sống tình dục. Chất đắng trong lá có thể thay thế cho quinine giúp chống sốt rét. Người bị đau họng, ho có đờm thì ban đêm trước khi ngủ chỉ cần ăn một lá thì sáng hôm sau có thể giảm triệu chứng các triệu chứng ho. Đối với phụ nữ có thai nhưng gặp vấn đề khó sinh, uống nước lá đắng giúp tăng khả năng sinh sản. Đối với phụ nữ bị rối loạn hormone sinh dục, nhờ các chất caroten trong lá đắng giúp phụ nữ cân bằng quá trình tổng hợp hormone, duy trì nồng độ estrogen, kéo dài tuổi thanh xuân. Lá đắng giúp giảm cholesterol xấu, hỗ trợ viêm gan siêu vi B, siêu vi C, khử độc cơ thể, giúp bảo vệ gan và thận. Đối với phụ nữ cho con bú thì lá đắng giúp tăng tiết sữa mẹ. Lá đắng trị mẩn ngứa. Ngoài ra, lá đắng có tác dụng đến hệ thần kinh, giúp an thần, giảm đau. Đó là một số cái công dụng của cây lá đắng các bạn. Sau đây mình chia sẻ cho các bạn cách dùng lá đắng này. Cách dùng lá đắng thì chúng ta sắc nước uống hàng ngày thôi. Lá đắng có thể đun nước uống dùng hàng ngày, giúp thanh nhiệt, giải độc rượu. Cách dùng như sau: rửa sạch lá đắng, sắc với nước tỷ lệ 20g trên 1 lít nước trong vòng 15 phút là có thể dùng được. Cách dùng lá đắng ngâm rượu: lấy cây lá đắng, gọt vỏ, rửa sạch. Đó là ta chặt rồi phơi khô, chặt từng lát hoặc là từng miếng các bạn, phơi khô. Nó có một tác dụng nữa các bạn, đó là trị xuất tinh sớm, duy trì đời sống tình dục. Lấy khoảng 10 lá đắng đem rửa sạch, tiếp đến là hãm khoảng 1,5 lít nước sôi, sau đó đợi khoảng 15 phút có thể dùng được. Nước lá đắng kiểu này dùng hàng ngày thay nước lọc. Nó có một tác dụng nữa các bạn, đó là trị thoái hóa đốt sống cổ. Lấy khoảng 8 lá đem rửa sạch rồi giã nát xoay nhuyễn trước khi đi ngủ, hòa với nửa cốc bia, vắt lấy nước uống. Lưu ý khi sử dụng cây lá đắng là khi dùng lá đắng điều trị một số bệnh, cần lưu ý là trước khi áp dụng bài thuốc thì người dùng cần nên hỏi ý kiến của bác sĩ và các chuyên gia về y học. Các bạn không nên lạm dụng nó, uống nó quá mức cũng không tốt cho sức khỏe đó các bạn. Cái gì cũng phải vừa đủ, chứ không được lạm dụng. Đó là một số thông tin mình chia sẻ cho các bạn biết về cây công dụng làm thuốc của cây lá đắng. Các bạn xem video của mình thì các bạn ủng hộ mình làm video nha các bạn. Ủng hộ bằng cách bấm vào chữ đăng ký ở phía dưới video trên kênh YouTube nha các bạn. Xin cảm ơn các bạn đã xem video của mình và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video tiếp theo của mình các bạn. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại.